Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ vượt qua. Các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hỡi người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi căn phòng ta sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở đâu. Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi, dọn sẵn và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó. Hai môn đệ ra đi vào thành và thấy mọi sự như người đã bảo, và hai ông dọn lễ vượt qua. Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: Các con hãy cầm lấy, này là mình ta. Rồi người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và người bảo các ông: Này là máu ta, máu thân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con, ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa. Sau khi hát thánh vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em vừa nghe ba bài đọc Kinh Thánh. Và nếu anh chị em để ý thì thấy bài đọc nào cũng nói tới máu. Ở trong bài đọc thứ nhất trích từ sách Xuất Hành, anh chị em nghe kể chuyện ông Mô-xê lập bàn thờ, rồi ra lệnh ngả bò, rồi lấy máu bò một nửa rảy trên bàn thờ, một nửa rảy trên dân chúng. Và ông ta nói rằng đây là máu giao ước Chúa đã lập với anh em dựa trên những lời này. Những lời này có nghĩa là 10 điều răn Đức Chúa Trời. Rồi đến bài đọc 2 thì anh chị em nghe tác giả của thư Do Thái viết như thế này: Chúa Kitô đã vào cung thánh không phải với máu của các con dê, con bò, nhưng là với chính máu của Ngài. Máu của Ngài thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Rồi bài thứ 3 là bài tin mừng thì anh chị em nghe quen hơn, bởi vì chúng ta nghe cái lời này lặp đi lặp lại nhiều lần mỗi khi dự lễ. Chúa Giêsu cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, trao cho các môn đệ, tất cả các ông đều uống. Và Chúa Giêsu nói với các ông: Đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Thế tôi hình dung ra trong nhà thờ chiều hôm nay, nếu mà có những anh chị em ngoài công giáo, người ta nghe những bài đọc này thì không biết người ta nghĩ làm sao. Đạo công giáo này sao mà ghê quá, toàn chuyện máu me không. Mà ngay cả người công giáo chúng ta đây, anh chị em hiểu máu ở đây là cái gì?
Máu giao ước nghĩa là làm sao? Tôi xin anh chị em ít phút thôi để giải thích một chút. Ở trong Kinh Thánh á, và tôi nghĩ là cũng theo kinh nghiệm tự nhiên của con người, ở trong Kinh Thánh khi mà nói tới máu á, người ta hiểu đó là sự sống. Máu là nguyên ủy của sự sống. Nếu mà chúng ta mất máu thì chết thôi. Mà sự sống thì liên quan đến Thiên Chúa, bởi vì Chúa là đấng tạo hóa, Chúa ban sự sống cho chúng ta. Cho nên liên quan đến máu và cũng liên quan đến Thiên Chúa. Anh chị em nhớ lại câu chuyện của hai anh em Cain và Abel. Cain ông ấy nổi giận, ông giết đứa em là Abel. Sau đó Chúa hiện đến hỏi ông Cain: Cain, em ngươi đâu? Và khi Cain trả lời là: con không biết, con có phải là người giữ em con đâu. Thì Chúa nói làm sao? Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên ta. Anh chị em thấy không? Từ dưới đất mà tiếng máu của em ngươi đang kêu lên ta. Dính đến máu, sự sống là liên quan đến Thiên Chúa. Nói vậy để chúng ta hiểu được tầm quan trọng của máu. Thế rồi, giao ước là cái gì? Nói một cách đơn giản, giao ước là một thỏa thuận hai bên ký kết với nhau. Mỗi bên đều có nghĩa vụ và cũng có quyền lợi. Gần gũi nhất với chúng ta, đó là giao ước hôn nhân của anh chị em đấy. Trong ngày anh chị em làm lễ cưới, hai vợ chồng nói với nhau điều gì trước mặt Chúa và Hội Thánh? Nhận em làm vợ, nhận anh làm chồng, và hứa làm sao? Hứa giữ lòng chung thủy. Khi mạnh khỏe cũng như lúc bệnh hoạn, khi thành công cũng như lúc gian nan, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời. Đấy, hai bên ký kết với nhau một cái giao ước có quyền lợi và đồng thời có nghĩa vụ nữa. Thế thì ở đây là chúng ta nói đến cái giao ước giữa Thiên Chúa và loài người. Ở trong Cựu Ước gọi là giao ước cũ đó, Thiên Chúa ký kết giao ước với dân Israel, và qua giao ước đó dân Israel được gọi là dân riêng của Chúa. Chúa bảo vệ họ và đồng thời họ nhìn nhận Thiên Chúa là Chúa của họ. Thế còn cái giao ước nó được ký kết bằng máu nghĩa là làm sao? Bởi vì máu quan trọng mà, máu là sự sống mà. Cho nên được ký kết bằng máu có nghĩa là tôi đem chọn sự sống của mình ra để tôi ký kết cái giao ước đấy. Chứ không phải chỉ là nói chơi cho nó vui. Giao ước được ký kết bằng máu. Chúa Giêsu của chúng ta khi người đến, người thiết lập một giao ước mới. Mới ở cái chỗ là trong giao ước cũ đó, khi ký kết thì người ta dùng máu con bò, máu con dê. Bây giờ nếu mà dùng máu con bò, máu con dê đó thì tư tế mà mổ con bò đâu có đau đớn gì đâu. Còn giao ước mà Chúa Giêsu thực hiện á, không phải là bằng máu bò hay là máu dê, mà là bằng máu của chính Ngài. Cho nên thỉnh thoảng anh chị em nghe cái câu Latin sacerdos victima, có nghĩa là Chúa Giêsu vừa là tư tế linh mục và đồng thời vừa là tế vật dâng lên Thiên Chúa.
Ngài không dâng con bò hay là con dê, mà là Ngài dâng chính mình Ngài, chính con người, chính cuộc đời của Ngài. Nhờ cái giáo ước mới đấy mà chúng ta được thanh tẩy khỏi mọi tội lỗi. Thế tôi hy vọng là anh chị em hiểu được cái từ máu giao ước, rồi giao ước được ký kết bằng máu, nó có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Và từ đó thì anh chị em cũng sẽ hiểu ý nghĩa của thánh lễ mà chúng ta dâng. Chúa Giêsu dâng hy tế trên thánh giá một lần là đủ hết, không cần phải thêm cái gì nữa. Nhưng Chúa Giêsu truyền cho chúng ta là hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Chúng ta dâng thánh lễ là làm việc này mà nhớ đến Thầy. Nhớ đến Thầy và nhớ đến cái giao ước mới mà Chúa đã thực hiện cho chúng ta. Và vì thế anh chị em hiểu tại sao mà đối với giáo hội công giáo cái việc giữ ngày Chủ nhật nó quan trọng, luật hội thánh mà. Ngày thường thì có thể bỏ, nhưng mà ngày Chủ nhật đó là mình phải cố gắng giữ thánh lễ. Bởi vì khi mình dâng thánh lễ như vậy là mình làm mới lại cái giáo ước. Anh chị em kết hôn với nhau thành vợ thành chồng, thế thì mỗi năm đến cái ngày kỷ niệm hôn phối, anh chị em cũng có một cái gì đặc biệt đó. Một bó hoa, một món quà, một bữa cơm gia đình để làm mới lại giao ước hôn nhân của mình. Cũng vậy, mỗi khi chúng ta dâng thánh lễ là chúng ta làm mới lại giao ước với Chúa. Và vì thế, nếu mà không còn đi dâng thánh lễ nữa thì dần dần không còn biết Chúa Giêsu là ai, cũng không còn nhớ đến cái giao ước đã ký kết với Chúa như thế nào. Và điều đó nó đã và nó đang xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới. Một điều rất đáng buồn. Ở nhiều nơi trên thế giới, nhà thờ Chúa Nhật mà vắng tanh. Tôi nói thật, ngay tại Roma tôi đã đi họp hành nhiều lần. Chủ nhật tôi đi nhà thờ này, nhà thờ khác cũng thấy buồn lắm. Nhà thờ vắng tanh. Và dần dần người ta không còn biết Chúa Giêsu là ai. Thế cho nên anh chị em mà còn trung thành dâng thánh lễ đặc biệt ở Chủ nhật là điều rất đáng quý. Xin anh chị em cố gắng tiếp tục như thế, và hơn nữa dạy cho con cái mình giữ cái truyền thống tốt đẹp như vậy. Bởi vì nhờ đó cái đời sống đức tin của chúng ta mới được nuôi dưỡng phong phú, đời sống của con cái mình được lời Chúa hướng dẫn và chắc chắn sẽ trở nên tốt hơn. Thế hôm nay là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta dâng thánh lễ này với tất cả tâm tình tạ ơn. Tạ ơn là Chúa đã lấy chính máu của Ngài để thiết lập một giao ước mới cho chúng ta, và đồng thời xin Chúa ban ơn cho mình được trung thành với việc cử hành thánh lễ, bởi vì đó là nguồn mạch và là cao điểm đời sống đức tin Kitô giáo của chúng ta. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Mẹ con may mắn nằm lọt vào trong một khoảng hố nhỏ. Tất cả lương thực của họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Nhưng chẳng bao lâu, hũ mứt cũng hết sạch. Lúc đó,
Đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết tìm đâu ra nước cho con, nhưng tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình, cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra. Câu chuyện trên thật cảm động, nhưng vẫn không cảm động bằng việc Đức Giê-xu tự hiến dâng thịt máu mình cho nhân loại chúng ta. Người Kitô hữu cũng ngỡ ngàng trước bí tích thánh thể. Đây là bằng chứng của tình yêu Chúa Giê-xu dành cho chúng ta đến tận cùng. Lời Chúa trong bài phúc âm hôm nay kể lại trong bữa ăn cuối với các môn đệ trước khi bước vào cuộc khổ nan. Chúa Giê-xu đã trao ban chính Ngài làm lễ vật và thần lương thiêng nuôi sống chúng ta. Đây là sáng kiến của Chúa Giê-xu. Ngài muốn trở nên của ăn, của uống cho chúng ta. Anh em hãy cầm lấy, này là mình Thầy, đây là máu Thầy, máu giao ước sẽ đổ ra vì muôn người. Như vậy, Chúa mời gọi chúng ta cầm lấy, Chúa mời gọi chúng ta ăn Ngài, uống Ngài. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở lại trong ta và ta ở lại trong người ấy. Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy Thánh Thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Rước lễ là đón lấy dòng sự sống, chấp nhận sống nhờ. Đức Giê-xu đã sống nhờ Cha và chúng ta sống nhờ Đức Giê-xu. Như cành nho sống nhờ thân cây nho, chúng ta cũng sống nhờ, nghĩa là sống trong và sống cho Chúa. Hẳn chúng ta còn nhớ lại trong thời gian đại dịch Covid, rất nhiều nơi người tín hữu chúng ta tham dự thánh lễ trực tuyến, không được rước lễ thực sự, chúng ta cảm thấy rất thiếu thốn. Nhiều người cứ hỏi chúng tôi, bao giờ có lễ, bao giờ được rước mình Thánh Chúa. Thực ra, trong sự hiệp thông với bí tích Thánh Thể, khi dâng lễ trực tuyến, chúng ta cùng nhau đọc kinh rước lễ thiêng liêng để dọn mình đón Chúa đến với chúng ta. Lạy Đức Giê-xu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình Thánh. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Lời kinh rất tha thiết và tràn đầy lòng tin sốt mến, như câu chuyện Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuần đã kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá, về một ông cụ già tên là Jim. Cứ mỗi ngày, lúc 12 giờ trưa, ông ta vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông Từ là ông có nhiệm vụ giữ nhà thờ, rất thắc mắc theo dõi. Rồi một hôm, chặn ông Jim lại và hỏi, tại sao bác vào đây mỗi ngày? Tôi đến cầu nguyện. Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút? Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi. Ông đọc kinh gì nào? Tôi cầu nguyện, Chúa Giê-xu ơi, có Jim đây. Thời gian trôi qua, ông Jim già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Một ngày kia, ông yếu liệt, chuẩn bị đi xa. Vị linh mục đến thăm ông ngạc nhiên,
vì bên giường ông có để sẵn một chiếc ghế. Ông kể, ghế của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài ban trưa, nay bệnh tật đi hết nổi, thì cứ 12 giờ trưa ngài lại đến thăm tôi. Ngài nói gì với Jim? Ngài bảo, Jim ơi, có Giêsu đây. Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện. Từ đó những lúc tôi không còn sức để đọc nổi dù một kinh, tôi lặp đi lặp lại, Giêsu ơi, có con đây, có Thuận đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời, Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi cảm thấy vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em dù không đến nhà thờ như năm nào trong mùa Covid, nhưng khi tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta vẫn rước lễ thiêng liêng và nghe Chúa Giêsu nói với chúng ta, Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn. Amen. Anh chị em thân mến, với lời truyền phép mà Chúa Giêsu để lại cho hội thánh, hãy cầm lấy mà ăn này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cầm lấy mà uống này là máu thầy, máu giao ước mới đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con làm việc này mà nhớ đến thầy. Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta bí tích cực trọng. Bí tích là chính thân thể người, là chính máu thịt người. Chúa không hiện diện bằng thân xác, không thể hiện diện mọi nơi mọi chốn bằng chính thân xác được, bởi thân xác chúng ta sẽ có giới hạn. Khi tôi hiện diện ở đây thì tôi không thể ở đằng kia, thì Chúa Giêsu đã dùng cách khác, đó là người hiện diện qua hình thức bí tích, để người có thể cùng lúc ở với chúng ta mọi nơi mọi lúc. Người có thể vượt không gian, vượt thời gian để cùng với chúng ta đồng hành trong cuộc đời này, ở mọi chốn, mọi chỗ, dù là nơi đó người ta đón nhận người hay không đón nhận, dù là nơi đó người ta tin Chúa hay không, thì nếu bí tích thánh thể được diễn ra, ở đó Chúa lại tiếp tục hiện diện. Bằng hình ảnh Chúa Kitô hiện diện bí tích, thì Chúa Kitô đã hiện diện bằng sự hiện diện của Chúa Cha và sự thông hiệp với ơn Chúa Thánh Thần. Bởi khi chúng ta cử hành bí tích thánh thể thì không phải chỉ có một mình bí tích thánh thể là Chúa Giêsu. Anh chị em nhớ trong lời cầu nguyện để xin Chúa thánh hiến bánh lễ trở thành mình thánh Chúa Kitô, thì hội thánh luôn luôn kêu nài với Thiên Chúa, lạy Chúa, xin dùng Thánh Thần Chúa mà thánh hóa những của lễ chúng con đây. Và với cái lời đó thì vị linh mục sẽ ghi hình thánh giá lên chính lễ vật là bánh lễ và rượu nho, rượu lễ, để từ việc xin ơn Chúa Thánh Thần thánh hóa cùng với việc Thiên Chúa Cha hiện diện để làm nên bí tích, sau đó vị linh mục mới đọc lời truyền phép của Chúa Giêsu, bí tích thánh thể mới thành. Và bánh rượu giờ đây sau khi đã qua lời của vị linh mục lặp lại chính lời Chúa Giêsu để truyền phép, lập tức trở thành mình thánh, máu thánh Chúa Kitô. Ở đây không còn là bánh lễ hay rượu lễ nữa, mà là lập tức trở thành mình thánh, máu thánh Chúa Kitô. Tôi thấy anh chị em nhiều khi vô ý, nhiều khi nói với tôi là thưa cha, con đi rước bánh lễ, hay là ông bà nào đó xin cha cho ba con bây giờ yếu rồi được rước bánh lễ. Anh chị em muốn ăn bánh lễ không? Tôi phát cho một bọc. Khi mình nói như vậy là
Có thể anh chị em đã tin, thế nhưng mình dùng từ sai. Khi xin thừa tác viên trao bình thánh Chúa cho mình, chúng tôi luôn luôn nói là thừa tác viên trao bình thánh Chúa, trao máu thánh Chúa. Chúng tôi không bao giờ nói là những thừa tác viên trao bánh lễ. Anh chị em muốn ăn bánh lễ, tôi vào phòng thánh lấy cho một bọc. Cho nên chúng ta đã có lòng tin, tin vững vàng, tin thật, thì hãy dùng từ ngữ cho chính xác. Từ ngữ đó diễn tả chính đức tin của chúng ta. Thí dụ anh chị em xin cho người thân của mình, cha mẹ mình, vợ chồng mình, ai đó là người thân của mình được rước lễ tại nhà, thì có khi chúng ta nói nhẹ nhàng cũng được, nói một cách đơn giản, xin cho ba con được rước lễ tại nhà. Hoặc nếu anh chị em sâu sắc hơn thì hãy nói xin cho ba con được rước mình thánh Chúa. Thì bây giờ tôi sẽ cân nhắc và sẽ cử người để có thể đến xem hình tượng đó như thế nào, hoàn cảnh đó như thế nào. Tôi sẽ đồng ý trao mình thánh Chúa tại nhà cho một người già yếu chẳng hạn, một người bệnh tật không thể đi được chẳng hạn. Và tôi nói với anh chị em là sẽ mang mình thánh Chúa trao tại nhà, chứ tôi không nói là tôi mang bánh lễ trao tại nhà cho ai đó. Hãy diễn tả đức tin của chúng ta không chỉ bằng việc chúng ta đến đây để rước mình thánh Chúa, mà còn là qua cử chỉ, qua lời nói, qua thái độ sống của mình. Qua cử chỉ chúng ta cung kính tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể, nhất là mỗi lần đi ngang mình thánh Chúa, chúng ta cúi mình để tôn thờ người, để tin tưởng và để nói cho mọi người biết tôi đang tin. Hình bánh ở trong nhà tạm kia không còn là bánh, mà nó chỉ mang cái hình của tấm bánh, nhưng đó là mình thánh Chúa tôi thờ. Bằng hành động của đức tin diễn tả qua bên ngoài thái độ, anh chị em đã cho mọi người thấy anh chị em tin tưởng và thờ phượng Chúa Giêsu Thánh Thể. Và qua những thái độ ấy, chúng ta tôn thờ Chúa thật ở trong bí tích Thánh Thể, người ngự đó chờ đợi chúng ta. Thưa anh chị em, với lời truyền phép để bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa Kitô, nơi đó Thiên Chúa hiện diện giữa chúng ta. Như tôi đã nói, Chúa Cha hiến trao Chúa Giêsu là con của người, Chúa Thánh Thần thánh hiến bánh và rượu để trở thành mình máu Chúa Kitô. Chúa Kitô với lời phán này là mình thầy, này là máu thầy, vân vân, để thánh hiến mình và máu của người trở thành mình máu thật của Chúa Giêsu ở giữa chúng ta. Và từ đây, với sự hiện diện qua bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã hiện diện giữa loài người bằng sự hiện diện trong bí tích. Nơi đó Chúa kéo như cả thiên đàng đến với chúng ta, vì nơi đó có tình yêu của Chúa Cha, có ơn của Chúa Thánh Thần, và là chính thịt máu Chúa Kitô trong Thánh Thể của chính Chúa Kitô. Anh chị em tin tưởng như vậy, anh chị em rước lấy một cách cung kính và thờ phượng Chúa Giêsu Thánh Thể một cách đường hoàng, một cách hết sức trong đời sống của mình, không phải một ngày hai ngày mà trọn cuộc đời chúng ta. Chúa Giêsu là một duy nhất đã phân chia chính mình trở thành mình máu đi khắp nơi và qua mọi thời đại để chúng ta được hưởng nhờ, người nuôi dưỡng linh hồn chúng ta bằng chính thịt máu ấy, người nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và đưa dẫn chúng ta đi về cõi đời đời của người, cho chúng ta được sống bằng sức sống thiêng liêng, bằng chính sự sống của Chúa trong ta, qua bí tích Thánh Thể, qua mình máu Thánh Chúa.
Thưa anh chị em, hiểu như vậy, ngay trong thánh lễ này, chúng ta chuẩn bị tâm hồn thật chu đáo, mà cũng không chỉ là thánh lễ này, mà mỗi lần dâng thánh lễ, chúng ta biết giữ cho tâm hồn thanh sạch, một chuẩn bị từ xa, đó là không phạm tội trọng, rồi chuẩn bị gần với ý ngay lành, với sự tôn thờ Chúa và với việc dâng thánh lễ sốt sắng. Chúng ta rước lấy Chúa Giêsu thánh thể nơi chính tâm hồn mình. Chúng ta mang Chúa sau thánh lễ bước ra khỏi nhà thờ, mang Chúa về với gia đình, mang Chúa về với lối xóm, mang Chúa về với cuộc đời. Tâm hồn chúng ta trở thành nhà tạm. Bản thân chúng ta mang Chúa đi, chúng ta trở thành nhà tạm, nơi đó Chúa ngự. Hãy nhớ, mình là nhà tạm thì mình phải sống cho xứng, cho sạch sẽ như một ngôi nhà tạm thật sự, để Chúa lưu lại trong ta và để ta thật là người thờ phượng Chúa rất mực. Chúa đã hiến mình máu người cho ta, ta phải đáp lại bằng lòng hiếu thảo, bằng sự tôn thờ, bằng tình yêu hết sức của ta dành cho Chúa. Trong đức tin, chúng ta tin tưởng Chúa ở với ta và ta ở trong Chúa. Anh chị em đứng tuyên xưng đức tin. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, một trong những điểm đặc biệt của trình thuật Marco chương 14 câu 22 cho đến câu 25 mà chúng ta vừa nghe đọc, kể về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể đó, thì một trong những điểm đặc biệt của trình thuật này đó là việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể được đặt vào giữa hai sự kiện. Sự kiện thứ nhất, ngay trước đoạn này, là đoạn văn kể về việc Giuđa phản bội thầy. Và sự kiện thứ hai, ngay sau cái trình thuật lập phép thánh thể này, là lời tiên báo về việc ông Phêrô chối thầy. Nói cách khác là xét ở trong ngữ cảnh thì cái đoạn văn kể về việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể và ở đấy người trao ban chính thân mình của người và máu của người cho các môn đệ và nói các ông rằng các con đây là mình thầy, đây là chén máu thầy, các con hãy cầm lấy mà ăn mà uống. Thì chính khi Chúa Giêsu trao phó bản thân người trong bánh và rượu, tức là trao phó chính mình và máu thánh người cho môn đệ, thì chính khi ấy lại là khi các môn đệ đang ở trong trạng thái phản bội và chạy trốn và từ khước thầy. Chúa Giêsu hiến ban chính thịt và máu của người cho chúng ta. Chúa Giêsu ở nơi bí tích thánh thể, ở nơi tấm bánh đã trở thành mình của người và ở nơi chén rượu đã trở thành chén máu của người, trao phó toàn bộ con người của Ngài, thần tính của Ngài, linh hồn của Ngài cho tất cả chúng ta. Người phó nộp vào trong tay chúng ta chính thần tính, chính linh hồn, chính thân xác của người, tức là toàn bộ sự sống của người, tất cả được trao ban để chúng ta cầm lấy mà ăn mà uống. Thì cái bàn tay cầm lấy, cái miệng uống lấy và ăn lấy chính thịt và máu Thánh Chúa đấy lại là cái bàn tay và cái môi miệng của những người môn đệ phản bội thầy và từ khước thầy. Chúa Giêsu hiến ban cho chúng ta mình và máu thánh người đang khi chúng ta, các môn đệ của người, đặc biệt trong hình ảnh của Giuđa và hình ảnh của Phêrô, là những người phản bội và từ khước người. Mình và máu thánh Chúa được trao ban cho chúng ta chính thần tính và linh hồn của Đấng làm nên mọi sự và chiến thắng mọi sự. Chính thần tính và linh hồn của Đấng ấy được trao ban để trở thành lương thực cho chúng ta đang khi chúng ta phản bội. Mình và máu Thánh Chúa được phó ban cho chúng ta không phải như một phần thưởng, kính thưa anh chị em. Hôm nay chúng ta mừng lễ mình và máu Thánh Chúa. Tôi muốn mời anh chị em ý thức một cách đặc biệt đến cái khía cạnh đó của mầu nhiệm. Chúa không hiến ban cho chúng ta thân mình của người và máu thánh của người như là phần thưởng cho công đức của chúng ta. Mình và máu thánh Chúa được ban cho chúng ta trước hết như là phương dược để chữa lành chúng ta. Chúa phó thác
chính mình và máu thánh người cho chúng ta, đáng khi chúng ta còn là những người phản bội Chúa, từ khước Chúa, bán Chúa và chối Chúa. Tôi muốn mời anh chị em suy niệm một cách đặc biệt cái điều đó ngay hôm nay trong lễ mình và máu thánh Chúa. Có nhiều người cảm thấy mình bất xứng, cảm thấy mình tội lỗi và không dám đến gần với thánh thể của Chúa. Thánh Alfonso Maria Liguori, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, nói rằng: bạn nghĩ sao? Khi thánh thể là lò lửa mến của Đức Chúa Trời mà bạn cảm thấy lạnh, bạn lại tránh xa cái đốm lửa là lòng mến của chính Thiên Chúa. Người ta lạnh thì người ta thấy cái đống lửa, người ta phải đến gần để được sưởi ấm. Bạn thấy đống lửa mà bạn bảo vì tôi lạnh cho nên tôi tránh xa đống lửa, thì là bạn mâu thuẫn. Chính khi chúng ta khô khan, chính khi chúng ta nguội lạnh, chính khi chúng ta yếu đuối, lại là lúc chúng ta cần đến mình và máu thánh Chúa hơn hết. Và Chúa trao ban cho chúng ta mình thánh người. Ngài nói đây là mình thầy, trở nên của ăn cho các con. Chúa ban cho chúng ta chén máu của người và người bảo đây là chén máu thầy, chén giao ước, máu giao ước vĩnh cửu và là giao ước mới. Các con hãy lãnh nhận lấy sức mạnh thần linh, sự sống thần linh, trở nên của ăn của uống để nuôi sống linh hồn chúng con, để chữa lành chúng con, ban sức sống cho chúng con. Chính khi chúng ta là những người yếu đuối cần được chữa lành, chúng ta cần thánh thể của Chúa. Vậy hôm nay tôi mời gọi anh chị em, bất cứ anh chị em đang ở trong cái trạng thái khô khan, nguội lạnh hay thấy mình bất xứng thế nào, hãy quay trở về với Chúa, hãy xưng tội, hãy làm hòa với Chúa và đến đón nhận mình và máu thánh người. Ngay khi chúng ta yếu đuối, ngay khi chúng ta vẫn là những con người lại sẽ tiếp tục phản bội Chúa, lại bán Chúa và từ khước Chúa, Chúa vẫn trao ban mình và máu thánh người cho chúng ta. Ở đó, chót cả thần tính, chót cả linh hồn, chót cả sức mạnh, chót cả tình yêu của Chúa trở thành lương thực để nuôi sống và làm cho chúng ta được cứu độ và nên thánh thiện. Xin cho chúng ta trong ngày lễ mình và máu thánh Chúa này biết chạy đến với mình thánh Chúa, biết chạy đến với máu thánh Chúa không phải như đến với một phần thưởng, mà đến với một phương dược chữa lành, đón nhận lấy sự sống thần linh từ mình và máu thánh Chúa luôn được ban cho chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta thấy ăn uống là nhu cầu cần thiết của đời sống con người. Ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống thể lý của con người, ăn uống còn ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của con người nữa. Bởi bữa ăn là dịp để biểu lộ sự gắn kết bó, yêu thương hiệp nhất giữa người với người. Nơi bữa ăn, những người đồng bàn bao giờ cũng có một mối liên hệ nào đó, có thể cùng thông chia niềm vui như mừng tân gia, mừng hôn phối, có thể chia sẻ nỗi buồn như tiệc chia tay, ngày chạp dỗ, có thể cùng nhau bàn chuyện, tính toán giải quyết mọi công việc, cũng có thể để gặp gỡ hỏi han, thắt chặt tình cảm với nhau. Trong đời sống gia đình, bữa ăn là thời khắc sum vầy, ấm áp, là lúc mọi thành viên gia đình có thể sẻ chia, trải lòng để được lắng nghe và thấu hiểu. Nơi bữa ăn gia đình, mọi thành viên đều cảm nhận được những quan tâm và yêu thương, là cả sự gắn bó và cảm giác ấm áp, hạnh phúc. Trong bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể trong một bữa ăn của Ngài đối với các môn đệ. Trong bữa ăn đó, Chúa nói: các con hãy cầm lấy mà ăn, này là mình thầy. Rồi người cầm lấy chén tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: này là máu ta, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Như thế,
việc Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể được mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu trao ban cho các môn đệ, cũng trao ban cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay, mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ. Như thế, thánh lễ được ví như bữa ăn, bữa đại tiệc, trong đó chúng ta là những thực khách được Chúa kêu gọi, kêu mời để tới tham dự bữa tiệc do Chúa dọn sẵn. Mỗi người chúng ta cũng phải biết nói chuyện qua việc thưa kinh ca hát, phải biết lắng nghe những lời tâm sự với Chúa, đối thoại với Chúa, cũng như chúng ta cũng lắng nghe lời Chúa nói với mỗi người chúng ta qua các bài đọc sách thánh, nhất là qua bài tin mừng, cũng như mỗi người chúng ta dự bữa tiệc thánh thể mà Chúa đã dọn ra cho mỗi người chúng ta qua việc chúng ta rước mình Thánh Chúa vào lòng và dâng lên Thiên Chúa món quà tình yêu của mỗi người chúng ta. Đó là sự hy sinh phục vụ mọi người, đó là lòng biết ơn khiêm tốn. Từ những suy tư đó, chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của thánh lễ và giá trị của bí tích thánh thể mang lại cho mỗi người chúng ta. Một lần nữa chúng ta phải khẳng định rằng bí tích thánh thể là bí tích của tình yêu. Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã vì yêu thương mỗi người chúng ta, Ngài đã không lần lửa từ ngôi hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người chỉ vì yêu thương chúng ta. Và suốt 33 năm sống tại trần thế này, nhất là trong 3 năm cuối đời, Ngài đã đi rao giảng tin mừng cho tất cả những ai, tất cả loài thù tạo. Và trong đó chúng ta thấy Ngài đã chữa lành tất cả những ai sầu khổ, Ngài đã chữa lành tất cả những ai bệnh hoạn tật nguyền, Ngài đã cho kẻ chết sống lại, Ngài đã chạnh lòng thương đối với tất cả những ai đau khổ, những ai buồn phiền, an ủi những tâm hồn đau khổ nghèo khó. Như thế, và trên hết đó là Ngài đã thí mạng sống mình, để rồi trên cây thập giá, để rồi trở nên giá cứu chuộc cho mỗi người chúng ta. Nhất là Ngài đã thiết lập bí tích thánh thể, trao ban chính mình và máu của Ngài làm của ăn, nuôi sống linh hồn mỗi người chúng ta. Và bí tích thánh thể làm chúng ta kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, bởi vì Ngài đến với chúng ta dưới hình bánh, hình rượu để thấm nhập và trở nên một với ta. Sự kết hợp và gắn bó này mật thiết hơn cả tình bạn bè, cha mẹ, vợ chồng, bởi vì Chúa ở trong ta và ta ở trong Chúa. Thánh thể cũng kết hợp con người với nhau, bởi nhờ liên kết với Chúa, chúng ta mới có đủ sức mạnh thánh thần để hiệp thông với nhau. Thật vậy, nếu bữa ăn gia đình là bữa ăn để kết hợp những thành viên trong gia đình lại với nhau, thì qua việc tham dự thánh lễ, nhất là qua việc lãnh nhận bí tích thánh thể, mỗi người Kitô hữu chúng ta được kết hợp với nhau, được liên kết với nhau trong cùng một tình yêu thương, trong cùng một mối dây mà chính Chúa ban ơn cho mỗi người chúng ta. Thánh thể còn là nguồn sức mạnh quảng đại sẻ chia, bởi khi chúng ta đón nhận Đức Kitô vào lòng thì Ngài cũng chờ đợi chúng ta mở lòng của mình ra đáp trả, không phải cho Ngài nhưng đáp trả và trao ban cho tha nhân, nhất là những anh chị em nghèo khó, bệnh tật,
những người cần đến lòng yêu thương, quan tâm, giúp đỡ của mỗi người chúng ta. Do đó chúng ta không thể cử hành thánh thể cách trọn vẹn, cách hoàn hảo nếu sau thánh lễ chúng ta vẫn cứ dửng dưng, chúng ta vẫn cứ ích kỷ, không quan tâm đến anh chị em chung quanh đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Sự cảm thông, sẻ chia mà Chúa muốn chúng ta thi hành ấy không chỉ là những của cải vật chất, mà còn là tình thương, sự tha thứ, lòng bác ái chân thành, cũng như những lời cầu nguyện của chúng ta cho họ. Chớ gì người Kitô hữu chúng ta biết quý trọng thánh lễ, và chính trong thánh lễ Chúa ban mình máu Ngài làm của ăn nuôi dưỡng chúng ta và làm sức mạnh liên kết chúng ta với Chúa và với nhau. Xin cho chúng ta luôn có lòng khao khát thánh thể Chúa, luôn chuẩn bị tâm hồn của mình trong sạch để rước Chúa vào lòng mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ. Và như thế, cuộc đời của mỗi người chúng ta sẽ trổ sinh hoa trái thơm lành, là bác ái, là yêu thương cho anh chị em của mình. Amen. Nếu như chúng ta đặt câu hỏi, cái khao khát sâu nhất và lớn nhất của con người là gì? Thì câu trả lời của chúng ta sẽ là gì? Để được hạnh phúc có lẽ là câu trả lời khó ai có thể bác bỏ. Ai cũng mong muốn được hạnh phúc hết, đúng không? Vậy nếu chúng ta đồng ý rằng hạnh phúc là khao khát sâu thẳm nhất của con người, vậy chúng ta phải đặt câu hỏi, đó là làm sao để tìm được hạnh phúc? Nói một cách khác, điều gì làm con người hạnh phúc? Nhưng trước khi trả lời câu hỏi đó, chúng ta phải hỏi như thế nào là hạnh phúc? Con dùng ví dụ khi hai người yêu nhau. Lúc đó có thể nói là hạnh phúc nhất rồi. Mà mình hạnh phúc vì mình cảm thấy đủ. Lúc đó mình không cần gì, đi đâu hay ăn mặc gì. Được ở cạnh người mình yêu là đủ, mà đủ là hạnh phúc. Khi đó giữa hai người có một sự hợp nhất, một sự liên kết chặt chẽ vô hình, có một sự đồng điệu giữa hai thế giới con người khác nhau. Khi con người cảm thấy trọn vẹn về mặt tinh thần, thì lúc đó con người gọi là hạnh phúc. Mưu cầu hạnh phúc của con người bắt nguồn từ một khía cạnh căn bản của bản chất con người mà chúng ta ít khi để ý tới. Đó là con người chúng ta được sinh ra không đầy đủ và trọn vẹn. Ý con không nói tới việc thiếu thốn về vật chất hay cơ thể, nhưng là không trọn vẹn trong sự hợp nhất với vũ trụ và với con người và môi trường xung quanh mình. Con người như một bức tranh bị mất đi một nửa, dù đẹp nhưng không trọn vẹn. Hôn nhân, đời sống hôn nhân có thể nói là một trong đỉnh điểm của sự hợp nhất của con người khi được sống và kết hợp với nửa còn lại của đời mình, mảnh ghép đang thiếu của cuộc đời mình. Nhưng chúng ta cũng biết đó là chỉ, nhưng chúng ta biết điều đó cũng chỉ đúng tới một mức độ nào đó. Vì trên thực tế, phần lớn các cuộc hôn nhân cũng không đảm bảo được hạnh phúc tuyệt đối. Không có nghĩa là họ sống không tốt, nhưng có những lúc mình ở gần bạn đời mình, nhưng mình vẫn cảm thấy cô đơn và trống vắng. Điều đó không phải tiêu cực. Con đang muốn nói ra để chúng ta hiểu được là sự hợp nhất, kể cả mức gần gũi nhất trong đời sống hôn phối, vẫn không thể lấp đầy và làm trọn vẹn con người của chúng ta một cách hoàn hảo và trường tồn được. Có vẻ như không có gì trên cuộc đời này làm mình thấy trọn vẹn
và hạnh phúc mãi được. Thánh Augustino lang thang bốn bể làm hết tất cả mọi thứ trên thế gian. Mặc dù không kết hôn chính thức, nhưng cũng có nhiều người phụ nữ và có con. Một câu nói để đời mà Thánh Augustino nói sau tất cả những biến cố cuộc đời của ông đó là: trái tim của con sẽ luôn luôn thao thức tới lúc nó được nghỉ ngơi trong người. Cái suy niệm của Thánh Augustino nói lên hai điều. Thứ nhất, nó nói lên sự tìm kiếm liên lỉ, sự hợp nhất, liên kết của con người. Nói một cách khác là sự tìm kiếm hạnh phúc. Thứ hai, câu nói của Thánh Augustino nói lên chỉ có khi chúng ta được liên kết và hợp nhất với Thiên Chúa là trung gian của vũ trụ thì chúng ta mới tìm được hạnh phúc đích thực. Khi đó cảm xúc của chúng ta được đầy vì mình đã được hợp nhất trọn vẹn. Thánh thể của Chúa Kitô, lễ mà hôm nay chúng ta cử hành, là của ăn lương thực cho tâm hồn mà Thiên Chúa trao ban cho con người trong đường lữ thứ trần gian. Tại sao? Vì Thiên Chúa muốn kết hợp, muốn gần gũi, nuôi dưỡng và lấp đầy nửa còn lại của chúng ta. Ngài đã trao chính thân thể của Ngài cho chúng ta để cầm lấy và ăn, để được ngấu nghiến và sau đó thấm thía vào tâm hồn đang mong mỏi, khao khát và thao thức sự hợp nhất trọn vẹn của con người chúng ta. Đó là bí tích thánh thể mà chúng ta cử hành qua mỗi thánh lễ. Chúng ta được mời gọi cầm lấy và ăn. Qua bánh thánh thể, chúng ta được kết hợp với Thiên Chúa, nguồn mạch của sự sống và tình yêu. Qua đó, chúng ta cũng được mời gọi để sống sự hợp nhất đó bằng việc bẻ tấm bánh cuộc đời mình để kết hợp với những người xung quanh. Vậy câu hỏi đặt ra, vậy liệu có phải trong tấm bánh thánh thể chứa đựng sự khao khát kết hợp mà chúng ta đang tìm kiếm? Thánh thể không phải là phần thưởng cho những người tự coi mình là xứng đáng, nhưng là thuốc chữa tâm hồn cho những người biết mình là tội lỗi và biết mình cần Chúa. Vậy thánh thể có phải cho những người xứng đáng hay dành cho những người khao khát được rước bánh hằng sống? Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em thân mến, một lần nọ, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 có gửi cho các anh em linh mục một bức thư. Trong bức thư ấy, Ngài viết thế này: các con thân mến, mỗi ngày các con được mời gọi dâng thánh lễ, rồi các con được mời gọi cầm tấm bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, bẻ ra và trao cho dân chúng. Âm thanh của việc bẻ bánh nhỏ thôi, khô khốc. Cộng đoàn chẳng ai nghe thấy, chẳng ai thèm quan tâm. Nhưng đó là hình ảnh cuộc đời của mỗi người chúng con. Mỗi ngày cuộc đời của chúng con trên hành trình bước đi theo Chúa sẽ là những hành trình của hy sinh, của gian khổ, của sự trao hiến chính bản thân mình. Rồi đây cuộc đời của mỗi người chúng con sẽ vẫn là những tấm bánh dâng trọn vẹn vào vòng tay từ ái của Thiên Chúa để Ngài bẻ ra để phân phát cho dân chúng. Cuộc đời của chúng con sẽ đầy dẫy những hy sinh âm thầm lặng lẽ. Chẳng ai biết, nhưng chỉ có Chúa biết và con biết mà thôi. Vâng, một suy niệm thật hay của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Và đó cũng là một lời nhắc nhở mỗi người chúng ta. Cuộc đời của mỗi người chúng ta xuất hiện trong trần gian này không phải là lấy lại cho mình, không phải là khư khư để gìn giữ cho cuộc đời mình, nhưng là
hằng bẻ ra để trao ban cho dân chúng. Vâng, hình ảnh ấy chúng ta học được ở đâu? Chúng ta học được ở trong thánh lễ mỗi ngày với việc bẻ bánh. Đức Giê-xu như trong trình thuật tin mừng và thánh Mác-cô thuật lại, ngay trong bữa tiệc ly năm ấy, đang khi dùng bữa với các môn đệ, Đức Giê-xu đã cầm bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa, Ngài bẻ ra và trao hiến cho mọi người. Rồi rượu cũng thế. Ngài cầm lấy rượu, tạ ơn rồi trao cho các môn đệ. Đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Vâng, Thiên Chúa là tình yêu, và chính bởi tình yêu này mà Ngài đã có một sáng kiến kỳ diệu và nhiệm màu. Sáng kiến này là gì? Là Ngài hứa ban chính thân mình của Ngài là thịt, là máu cho tất cả nhân loại này được no thỏa, được sống dồi dào, viên mãn. Giao ước mà Đức Giê-xu thiết lập là giao ước mới. Vậy thì giao ước cũ là gì? Trong bài đọc 1 chúng ta được nhắc lại sách xuất hành, trình thuật cho chúng ta lại việc Thiên Chúa đã ký kết với dân ở trên núi Sinai. Ngày ấy, dân Israel được Thiên Chúa giải phóng ra khỏi đất nước Ai Cập, và trong hành trình trong sa mạc, Ngài mời gọi dân tiến lên một ngọn núi là núi Sinai. Rồi dân chúng phải dừng lại ở chân núi để một mình ông Mô-xê mà thôi. Một mình ông được Thiên Chúa mời gọi tiến lên để lắng nghe lời người truyền dạy. Ông Mô-xê lắng nghe lời Chúa, rồi ông xuống núi để thuật lại cho dân chúng. Dân chúng hân hoan thưa lên rằng: những điều Thiên Chúa phán, chúng tôi xin thực hiện. Ngay sau đó, ông Mô-xê đã dựng 12 phiến đá tôn thờ Thiên Chúa và giết bê, lấy máu đổ một nửa ở trên bàn thờ, nửa còn lại ông rảy trên dân chúng để cam kết máu là sự sống, máu là sức sống của mỗi người. Thì giờ đây một giao ước mới Thiên Chúa thiết lập giữa Thiên Chúa với dân. Dân hãy gìn giữ những lời mà Ngài căn dặn thì sẽ được sống vẹn toàn và được chính lời Ngài ban làm no thỏa. Hình ảnh máu được tác giả trong thư Hebrew đề cập đến ở trong bài đọc thứ hai. Đức Giê-xu Kitô, đấng bị treo trên thập giá và từ khi cạnh sườn của Ngài bị đâm thấu, máu và nước tuôn tràn mãi mãi. Máu của Đức Giê-xu để thanh tẩy mọi tội lỗi của chúng ta, để chúng ta không hướng chiều về những điều chết, những điều của sự dữ, nhưng là toàn thể con người của mình được thanh tẩy một cách trọn vẹn, để từ đây mình thuộc về Thiên Chúa, xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa, đấng duy nhất mà chúng ta tôn thờ. Kính thưa cộng đoàn, mỗi ngày chúng ta đến trong thánh lễ này, đôi khi chúng ta tham dự phần dâng lễ, ca đoàn hát những ca khúc thật hay, nhưng mà cũng tiếc rằng trong khoảnh khắc ấy chúng ta không được lắng nghe lời của linh mục khi dâng tấm bánh và chén rượu. Khi ấy Ngài cầm bánh dâng lên cao và thân thưa với Thiên Chúa rằng: lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Vâng, mỗi ngày chúng ta đến trong thánh lễ, chúng ta không đến bằng hai bàn tay trắng, chúng ta không ngồi một cách thụ động như xem tivi, nhưng chúng ta đến trong thánh lễ bằng cả con người, bằng cả cuộc đời của mình, bằng cả mối tương quan của mình với mọi người và với toàn thể vũ hoàn này.
tấm bánh kia làm bằng từng hạt gạo, và chén rượu nho cũng làm từ từng trái nho, như là tượng trưng cho những lao công vất vả của con người, có những hy vọng và có những niềm đau tuyệt vọng, có những niềm vui, có những nỗi buồn trong cuộc đời lao công vất vả của mình, có cả giọt nắng, giọt mưa, có cả giọt nước mắt của khổ đau, và có cả những giọt nước mắt đầy tràn hạnh phúc của mỗi người chúng ta. Vâng, chúng ta đến trong thánh lễ này để hiệp dâng tất cả cho Thiên Chúa, cả trọn vẹn con người, cả lao công vất vả của mình dâng lên Chúa, để xin bàn tay từ ái của Thiên Chúa tiếp nhận, thánh hóa tất cả. Và nếu tấm bánh làm từ nhiều hạt lúa xay nghiền ra, từng chén rượu kia được làm từ nhiều trái nho được nghiền nát để hòa trộn vào với nhau, mỗi người chúng ta cũng vậy, chúng ta đến với thánh lễ này, chúng ta cũng được chan hòa, được nghiền nát để trộn lẫn vào nhau, để từ đây mỗi người chúng ta không còn là những con người riêng biệt, nhưng là toàn thể cộng đoàn này hòa quyện với nhau để dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng tạ ơn. Xin Ngài thánh hóa tất cả và Ngài bẻ cuộc đời của từng người chúng ta để phân phát cho muôn người, làm phát sinh sự sống, ơn cứu độ cho tất cả thế giới này. Vâng, một hình ảnh thật đẹp. Như thế, mỗi người chúng ta hơn bao giờ hết tạ ơn Thiên Chúa. Mỗi lần chúng ta đến trong thánh lễ này, chúng ta hiệp dâng một cách sinh động hơn, gần gũi hơn, bằng trọn vẹn con người của mình hơn. Có một lần, một bà mẹ dắt đứa con nhỏ đến và thưa với con rằng: "Thưa cha, xin cho con của con được nghỉ đi lễ, được nghỉ học giáo lý, để con của con được đi học thêm, được làm điều này, được làm điều kia." Con ôn tồn mỉm cười và nói với chị thế này: "Chị ơi, chị biết lo liệu cho con của chị như thế thì tốt lắm. Chị biết lo cho con của chị cái ăn, cái học, cái mặc, cái giải trí vui chơi, tốt lắm. Tuy nhiên, con của chị nếu nó chỉ sống được có mấy chục năm ở trên trần gian này thôi, mà chị đã lo lắng cho nó nhiều như thế, chị quan tâm nhiều như thế, thì cuộc sống đời đời, cuộc sống mai hậu, đáng lẽ chị phải quan tâm hơn nhiều." Quả thật, Thánh Tôma Aquino, Ngài đã nói: "Thánh lễ là một phép lạ trỗi vượt trên muôn ngàn phép lạ, là bí tích trỗi vượt hơn muôn ngàn bí tích. Với bí tích thánh thể, Đức Giêsu đổ máu mình ra để xóa đi mọi tội lỗi của con người, giao hòa mỗi người chúng ta với Thiên Chúa, và tâm hồn của mình, toàn thể con người của mình từ đây được chan chứa một mầu nhiệm vĩnh cửu, một mầu nhiệm với những ân huệ tuyệt vời của Thiên Chúa. Chính vì lẽ đó, nếu con của chị không đi đến nhà thờ, thì có lẽ con của chị sẽ được no thỏa nhiều lắm ở trên thế giới này, nhiều lắm về sự học hành, về kiến thức, nhiều lắm về những no thỏa trong cuộc trần này. Nhưng những điều ấy vẫn làm cho con của chị khát, làm cho con của chị thấy cảm giác đói. Đúng rồi, đói là phải thôi, khát là phải thôi. Vì chẳng có gì trong trần gian này làm cho chúng ta được no thỏa, được dồi dào hoàn toàn. Chỉ có thần lương của Thiên Chúa mới làm cho chúng ta được viên mãn, được dồi dào thật sự. Chính vì lẽ đó, khi cử hành thánh lễ mình và máu thánh Đức Giêsu Kitô, hơn bao giờ hết chúng ta học được hai bài học. Thứ nhất, chúng ta cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta một bí tích tình yêu để dưỡng nuôi mỗi người chúng ta được no thỏa trên hành trình tiến về nước trời, từng ngày
từng khoảnh khắc trong cuộc đời của mình. Và bài học thứ hai, nếu một Thiên Chúa tình yêu đã sẵn sàng bẻ mình ra để trao hiến, để hy sinh, thì mỗi người chúng ta cũng được mời gọi, cũng hãy bẻ tâm hồn mình ra, bẻ trọn vẹn con người của mình ra để tiếp tục trao hiến, tiếp tục hy sinh vì người khác, để cho muôn người được no thỏa, muôn người được phát sinh sự sống dồi dào. Ước mong mỗi người chúng ta luôn được mời gọi, tiếp tục hy sinh, tiếp tục trao hiến, tiếp tục bẻ ra như thế trong cuộc đời của mình. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Marco vừa đưa chúng ta trở lại bầu khí lễ vượt qua của người Do Thái, và đặc biệt đưa chúng ta đến nhà tiệc ly để tham dự lễ vượt qua cùng với Đức Giêsu và các môn đệ của người. Trong lễ vượt qua này, Đức Giêsu cùng với các môn đệ đã nhớ lại và thực hiện những gì truyền thống cha ông để lại. Nhưng đặc biệt, các môn đệ trong lễ vượt qua đã không ăn chiên vượt qua chịu sát tế, nhưng đã được đón nhận chính Đức Giêsu là chiên vượt qua. Đức Giêsu trong bữa tiệc cuối cùng với các môn đệ đã trao ban thịt và máu của người cho các ông, và cũng là trao ban chính thịt và máu, trao ban sự sống của Con Thiên Chúa cho cả nhân loại này. Mỗi chúng ta khi quy tụ để cử hành tiệc bẻ bánh, khi quy tụ để cử hành thánh lễ qua mọi thời đại, chúng ta được thông dự vào bàn tiệc mình và máu Chúa Kitô. Hôm nay Chúa Nhật kính mình và máu Thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến để đón nhận chính nguồn mạch thần lương nuôi dưỡng chúng ta. Thịt máu Chúa trở nên nguồn mạch sự sống được ban tặng cho con người. Thịt máu Chúa dưỡng nuôi chúng ta trên hành trình tiến về quê hương đích thật. Thịt máu Chúa đem lại cho chúng ta bảo chứng của sự sống mai hậu. Vì yêu thương nhân loại, Thiên Chúa đã trao tặng trọn vẹn sự sống của Ngài cho chúng ta. Vì yêu thương chúng ta, Ngài muốn ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Ngài ở lại trong lời hằng sống, Ngài ở lại trong bí tích thánh thể, Ngài ở lại để tiếp tục bẻ tấm bánh cuộc đời trao cho chúng ta. Khi đón nhận tấm bánh được trao, là chúng ta đón nhận chính Đức Giêsu để hiệp thông với sự sống thần linh của người. Ai ăn thịt và uống máu người thì có sự sống nơi mình. Mỗi chúng ta được mời gọi đến bàn tiệc của lời và bàn tiệc thánh thể mỗi ngày để đón nhận trào tràn nguồn sức sống vô biên. Để rồi, nơi thánh thể, chúng ta học được bài học của sự trao ban đến tận cùng, bài học của tình yêu tận hiến đời mình cho người mình yêu thương. Vì yêu mến Chúa Cha, Đức Giêsu đã uống cạn chén đắng, đã chấp nhận đi vào cuộc hy tế. Vì yêu mến nhân loại, người trao ban sự sống của người cho mỗi chúng ta. Khi cử hành tiệc thánh thể, chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Chúng ta cử hành mầu nhiệm sự sống được trao ban để chúng ta thông phần vào sự sống ấy. Thịt máu Chúa trở thành thần lương, nuôi dưỡng con người dương thế, mọi thời và mọi nơi. Chúng ta hãy hồ hởi chạy đến với bí tích tình yêu này, kín múc nguồn sức sống vô biên mà Thiên Chúa trao tặng cho người thế. Đón nhận mình máu Thánh Chúa
đón nhận sự sống Chúa trao, đón nhận nguồn sức mạnh để chúng ta có thể dấn thân vào giữa cuộc đời mà làm chứng cho Chúa Kitô, làm chứng cho Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta, làm chứng cho Đấng đã trao ban sự sống của Ngài bằng cách đổ ra giọt máu và giọt nước cuối cùng, bằng cách trao ban chính thịt và máu để cho chúng ta được sống và sống viên mãn. Xin cho mỗi chúng ta hãy đến với bí tích thánh thể bằng tất cả lòng yêu mến. Hãy đến bí tích thánh thể bằng một thái độ chuẩn bị sẵn sàng. Hãy đón nhận thánh thể với tâm hồn sốt sắng để chúng ta đón nhận dồi dào ân sủng Chúa ban. Xin cho nguồn hồng ân chúng ta đón nhận nơi bí tích cực trọng này làm cho chúng ta được chuyển nở mỗi ngày, hầu trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô hơn. Xin Đức Giêsu Kitô Đấng hiện diện trọn vẹn nơi bí tích thánh thể chúc lành và đồng hành với chúng ta mọi nẻo đường trong cuộc sống. Amen. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bí tích thánh thể là bí tích cao trọng nhất của Hội Thánh. Điều này đã được khẳng định trong hiến chế Lumen Gentium của Thánh Công đồng Vatican II. Hy tế thánh thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu. Bởi lẽ, trong mỗi thánh lễ mà chúng ta cử hành hàng ngày, qua lời truyền phép của vị chủ tế, Chúa Thánh Thần đã làm biến đổi hoàn toàn từ tấm bánh miến nhỏ bé đơn sơ, từ những giọt rượu nho tinh tuyền là hoa màu ruộng đất, là công lao con người, đã trở nên mình và máu thánh Chúa Giêsu. Quả là một sự trao đổi hết sức lạ thường, hết sức kỳ diệu và vĩ đại. Chính vì vậy, thật là ý nghĩa và tốt đẹp khi mẹ giáo hội luôn nhắc nhở con cái của mình hằng luôn chúc tụng, tôn thờ mình máu thánh Chúa. Cách riêng, mẹ giáo hội đã dành ngày Chủ nhật hôm nay để cho con cái của mình diễn tả lòng biết ơn, sự yêu mến của mình đối với thánh thể Chúa Giêsu. Và hơn thế nữa, chính khi chúng ta tỏ lòng yêu mến, tôn thờ thánh thể Chúa, thì cách nào đó cũng là lúc chúng ta thi hành điều mà Chúa Giêsu muốn và mời gọi khi Ngài thiết lập bí tích thánh thể: các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
Việc ghi nhớ này thiết tưởng sẽ trở nên ý nghĩa hơn nếu chúng ta nhớ lại tất cả những giao ước tình thương mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại chúng ta, hay ít nữa những điều mà các bài đọc Kinh Thánh Chủ Nhật hôm nay mời gọi chúng ta. Như trong bài đọc thứ nhất, để ghi nhớ tình thương cứu độ của Thiên Chúa, dân Israel đã cam kết lắng nghe và thi hành tất cả những lời và lề luật của Chúa. Chúng tôi xin thi hành và tuân theo tất cả những điều Chúa đã phán. Và để ghi nhớ giao ước này, ông Môsê đã lập bàn thờ và cử hành nghi thức lập giao ước bằng việc lấy máu chiên bò rải trên bàn thờ và trên dân chúng. Với lời tuyên bố thật long trọng, đây là máu giao ước Đức Chúa đã thiết lập với anh em dựa trên những lời này. Và với giao ước này, Thiên Chúa đã trở nên Thiên Chúa của Israel. Ngài luôn chăm sóc, bảo vệ, che chở cho dân. Ngược lại, dân Israel trở nên dân riêng của Thiên Chúa. Họ hứa trung thành tuân giữ lề luật, tôn thờ một mình Thiên Chúa. Chính giao ước này sẽ trở nên hình ảnh tiên trưng chuẩn bị cho một giao ước mới còn vĩ đại hơn thế. Quả vậy, trải qua dòng thời gian, dân Israel đã nhiều lần bất trung với những gì mà họ đã cam kết với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Thế nên, cần phải có một giao ước mới, một giao ước có giá trị vĩnh cửu để thay thế giao ước bằng máu chiên bò. Giao ước mới này có giá trị vĩnh cửu đã được thiết lập khi con một Thiên Chúa đến, thay ngàn vạn cừu non béo tốt, hiến tế một lần cho mãi mãi, như tác giả thư Do Thái trong bài đọc thứ hai mà chúng ta vừa nghe đã tuyên xưng một cách mạnh mẽ rằng: nhờ chính máu của người mà vào cung thánh chỉ một lần và đem lại ơn cứu độ muôn đời. Đồng thời, tác giả sách thánh cũng khẳng định rằng Đức Giêsu Kitô tự hiến tế và bằng máu của mình, Ngài sẽ tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi những việc sinh sự chết, khiến chúng ta có thể phụng sự Thiên Chúa hàng sống. Thật vậy, kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trên thập giá, Chúa Giêsu đã chịu sát tế. Với máu và nước đổ ra, Ngài thiết lập giao ước mới, giao hòa nhân loại với Thiên Chúa. Cửa trời xé ra, tạo điều kiện cho sự hiệp thông vĩnh viễn giữa Thiên Chúa và con người. Những điều chúng ta vừa nói đến đã được Chúa Giêsu khẳng định trong tin mừng mà chúng ta vừa nghe: các con cầm lấy, này là mình ta, này là máu ta, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Qua những lời này, Chúa Giêsu muốn mặc khải cho chúng ta biết được Ngài chính là chiên vượt qua, mà nhờ máu chiên này nhiều người sẽ được cứu. Hơn thế nữa, những lời này còn mặc khải cho chúng ta biết kể từ nay Người sẽ ở giữa chúng ta dưới hình bánh và rượu, trong tư cách là đấng chịu đóng đinh, đấng tự hiến tế, là dấu chỉ tình yêu cứu độ và sự sống của Thiên Chúa. Chính vì thế, việc cử hành thánh thể không chỉ là việc ghi nhớ một biến cố, một hành động liên quan đến cuộc đời của Chúa Giêsu, mặc dù điều đó là quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn đó là việc làm hiện diện và hiện tại hóa hy tế thập giá mà Đức Kitô đã dâng lên Chúa Cha.
và việc này được trao cho mỗi thế hệ kế tiếp, cho mỗi Kitô hữu ở mọi thời đại. Đó là một món quà tình yêu, chứ không phải chỉ là một bức ảnh để chúng ta hoài niệm về ký ức, không phải chỉ là một biểu tượng. Nhưng trong bí tích thánh thể, Chúa Giêsu Kitô đã bị nghiền nát ra, trở thành tấm bánh để trao tặng hoàn toàn cho con người. Đó là một sự hiện diện thực sự và trọn vẹn. Nhờ vậy, khi đón nhận mình và máu Thánh Chúa, chúng ta sẽ mang lại cho chúng ta sự thông dự vào sự sống của Thiên Chúa. Tóm lại, khi thi hành lệnh truyền của Chúa Giêsu, anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy, mời gọi mỗi người tín hữu sống lại chiều kích của quá khứ, nhớ lại việc Chúa đã lập giao ước tình yêu cứu độ, việc Chúa đã đổ máu mình ra cho nhiều người được tha tội. Sống chiều kích hiện tại, vì Chúa Giêsu vẫn chịu sát tế hàng ngày trên bàn thờ, vẫn là tấm bánh bị bẻ ra cho nhiều người được nuôi sống. Về phần chúng ta, khi rước mình máu Thánh Chúa, chúng ta trở thành thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô. Vì thế, chúng ta phải là những người mang Chúa Giêsu đến với thế giới, là đôi tay của người. Chúng ta mang bánh cho kẻ đói, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới quần áo ăn mặc, an ủi những kẻ cô đơn. Chúng ta là đôi chân của Ngài, mang theo thông điệp tình yêu và hy vọng đến bất cứ nơi nào bước chân chúng ta đi tới. Cuối cùng, sống chiều kích tương lai, khi lãnh nhận chính Chúa Kitô như lương thực thần linh trong cuộc lữ hành trần thế, chúng ta quy hướng về tương lai, cùng trông chờ nước Chúa trị đến, cùng hy vọng về một trời mới đất mới và lời hứa về sự sống vĩnh cửu mai sau. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, chắc chắn ngày hôm nay khi chúng ta hiện diện nơi đây có thể còn chút mưa, thế nhưng chúng ta vẫn hiện diện trong tâm tình cầu nguyện, hiệp nhất, tin mến và hy vọng. Điều gì có thể giúp cho chúng ta giữa trời mưa, con cái chúng ta cũng ngồi giữa trời mưa, mà chúng ta không cảm thấy bối rối, lo lắng, thao thức? Bởi vì chúng ta đang tuyên xưng một mầu nhiệm tình yêu, mà sau lời truyền phép, chúng ta đã thốt lên lời cam kết tuyên xưng rất đặc biệt. Đây là mầu nhiệm đức tin. Quả thật, bí tích thánh thể là một mầu nhiệm đức tin, mà nếu không có đức tin không cảm được. Bởi vì làm sao có thể cảm được một hình bánh trắng, một ly rượu, nho lại có thể là mình và máu Đức Giêsu Kitô? Nếu thiếu đức tin thì không thể cảm, không thể tin, không thể động chạm và hưởng dụng như lời mời gọi của Chúa: hãy cầm lấy mà ăn, hãy cầm lấy mà uống. Nhưng không phải cầm lấy mà ăn chén rượu, ăn tấm bánh hoặc ăn hoặc uống chén rượu, mà Ngài nói rõ đây là mình Thầy, đây là máu Thầy đã đổ ra cho anh em và mọi người được hơn tha tội. Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Bí tích thánh thể dấu chỉ của sự hiệp nhất. Quả thật, hiệp nhất, sự hiện diện của Chúa đặc biệt đến mức mà chúng ta thấy rõ các môn đệ cảm thức được điều Chúa Giêsu làm, mà sau này mỗi khi bí tích thánh thể được cử hành, họ cảm nhận một sự sức mạnh, một niềm tin, một sự phấn khởi để có thể loan báo tin mừng tử nạn phục sinh của Chúa. Và không sức mạnh trần thế nào có thể đánh đổi, có thể đạp đổ, có thể vùi dập, bởi vì Đức Giêsu đã nói
Thầy luôn ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Sức mạnh tình yêu là ở chỗ đó. Và như lời mời gọi của Ngài, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống cho người mình yêu. Quả thật, hy tế thập giá là hy tế tình yêu đến tận cùng. Nhưng hy tế đó là mở đầu cho một sự cứu độ và liên tiếp như lời mời gọi của Thánh Augustino để dựng nên chúng ta. Chúa không cần chúng ta, nhưng để cứu độ chúng ta, Chúa mời gọi chúng ta cộng tác. Và hơn thế nữa, bí tích thánh thể còn nói lên sự hiện diện rất đặc biệt của Chúa. Hình ảnh hai môn đệ đi làng Emmaus trong sự chán nản, tuyệt vọng, muốn trở về với quê hương bản quán của mình, dù đã có nghe được rằng Đức Kitô đã sống lại, nhưng không tin. Và trong lúc không tin như vậy, thì có một người lữ hành đi cùng hai ông và bắt đầu nói những điều kinh thánh đã chỉ về Đức Giêsu Kitô, làm cho tâm hồn của hai môn đệ nóng lên, ấm lên đến mức họ có thể thốt ra những lời đầy bác ái: xin Ngài hãy ở lại với chúng tôi. Và khi Chúa Giêsu ở lại, Ngài cử hành bí tích thánh thể. Và khi chứng kiến bí tích thánh thể được cử hành nơi người khách lạ, mắt họ đã bừng sáng lên và con mắt đức tin mở ra để họ nhận ra đấng phục sinh. Và chúng ta thấy hiệu quả, dù Đức Kitô biến đi, nhưng trong đêm tối họ đã quay trở lại, lao mình về Jerusalem để trở nên chứng nhân cho tin mừng tử nạn phục sinh. Lời mời gọi của Chúa là lương thực nuôi dưỡng loài người. Chúa vẫn nói: các con hãy ăn, các con hãy uống, phải làm việc này để nhớ đến Thầy. Và Thầy luôn ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Quả thật, bí tích thánh thể nâng đỡ linh hồn chúng ta. Như cầu nguyện là hơi thở của linh hồn thế nào, thì bí tích thánh thể chính là của ăn nuôi dưỡng linh hồn như vậy. Đó chính là giá trị đẹp nhất của đức tin, của niềm hy vọng mà chúng ta đã cảm, chúng ta đã hiểu biết và đã sống mầu nhiệm của bí tích này trong đời sống Kitô hữu. Có những giai đoạn giáo hội mời gọi phải đến tuổi trưởng thành ít là 18 tuổi mới được xưng tội rước lễ. Nhưng với Thánh Giáo Hoàng Pio X, Ngài đã hạ xuống còn ít là 7 tuổi, 8 tuổi đều có thể được rước lễ. Bởi vì rước lễ, dù các em có một trí khôn hiểu rất đơn sơ, nhưng dấu chỉ của đức tin, của tình mến, của niềm hy vọng sẽ nuôi dưỡng, khích lệ tâm hồn các em để giúp các em thăng tiến về đời sống đạo đức và khích lệ các em có những sáng kiến của cuộc đời mình để sống mầu nhiệm của Thiên Chúa trong chính cuộc đời mình. Các con rất thân mến, ngày hôm nay các con được chịu bí tích thêm sức. Có lẽ chúng ta không thấy khi bí tích thêm sức được cử hành, không có gió, không có lửa hiện diện trên đầu của các con đâu. Và có lẽ kể cả các con cũng không nói được những ngôn ngữ lạ, bởi vì ngôn ngữ lạ chính là ngôn ngữ của tình yêu. Bởi vì ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ Ngũ Tuần, các ngài vẫn nói bằng ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của mình. Thế nhưng 15 dân tộc khác nhau đang hiện diện đều nghe được bằng tiếng nói của quê hương mình, của dân tộc mình, để cảm được thế nào là mầu nhiệm của tình yêu, thế nào là Đức Giêsu Nazareth, thế nào là đấng cứu độ, để họ tuyên xưng và chọn lựa theo Chúa. Đó chính là ngôn ngữ của hiệp nhất, của yêu thương và sức mạnh của Thánh Thần. Ngày hôm nay có lẽ các con cũng tự hỏi, khi con đã chịu bí tích thêm sức thì các con sẽ làm gì cho gia đình, cho cuộc sống, cho xã hội, cho mọi người bằng tuổi của các con 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ở những tuổi đó các con sẽ làm gì? Có lẽ vị thánh trẻ ngày hôm nay đang nổi tiếng rất đặc biệt trong hội thánh, đó chính là Marco Augustis. Các con đã từng nghe
về chân phước này rồi. Sinh ngày 3 tháng 5 năm 1991 tại London, nước Anh, tại một gia đình giàu có người Ý. Nhưng chỉ 4 tháng sau thì ông bà đã đưa cậu con trai của mình về Milan của nước Ý, và cuộc đời cậu đã sống ở Ý cho đến ngày qua đời. Thật kỳ lạ, trong một gia đình người ta thường nói con cái lớn lên, con cái đạo đức, con cái sống giá trị truyền thống đều bắt nguồn từ cha hoặc mẹ. Thế nhưng nếu nhìn vào đời sống của gia đình này thì được gọi là gia đình giữ đạo rất khô khan. Người mẹ đã từng nói chứng từ của mình sau khi mà được tòa thánh điều tra. Bà đã từng nói một cách rất can đảm, không tỏ vẻ là giấu giếm. Lúc đó một năm tôi chỉ đi lễ có 3 lần. Một lần vào ngày kỷ niệm tôi rửa tội, một lần kỷ niệm tôi thêm sức, và một lần kỷ niệm tôi chỉ bí tích hôn nhân. Một năm bước vào nhà thờ 3 lần. Còn người cha thì hầu như không ít khi nói tới Chúa, và chỉ lo làm ăn làm giàu mà thôi. Như vậy rõ ràng không phải Marco Acutis ảnh hưởng từ cha từ mẹ, mà giáo hội nhìn nhận sức mạnh của Thánh Thần đã biến đổi cậu bé ngay từ nhỏ. Là một cậu bé người Ý hiếu động và cũng sống như các bạn trẻ khác, ham mê về những gì đó là các giá trị hiện đại nhất của thời nay, đó là Internet, đó là những trang blog, đó là những Facebook, vân vân và vân vân. Tức là trang điểm cho mình, cuộc đời của mình cũng bằng những giá trị tin học. Nhưng thật bất ngờ, sự chọn lựa của Marco ngay từ nhỏ là chọn lựa theo Chúa. Xin được rước lễ lần đầu từ lúc 7 tuổi. Và từ đó, cậu hứa ngày nào cũng đi lễ, xem lễ hàng ngày. Trong khi người mẹ, người cha có khi cả năm đi lễ 3-4 lần như vậy, thì cậu đi lễ hàng ngày, rước lễ hàng ngày. Và cậu đã thường nói thánh thể là con đường để cho tôi bước vào thiên đàng. Và Chúa Giêsu thánh thể là mở cho tôi một con đường hoàn thiện. Và cậu có những câu rất nổi tiếng: ai sinh ra cũng sinh từ bản gốc, nhưng có những người chết đi lại là chết bằng bản sai lạc. Tức là đánh mất cái khả năng của mình, đánh mất bản tính của mình, đánh mất chất Kitô hữu trong cuộc đời mình. Và thật đặc biệt, bằng những khả năng thiên tài về tin học, cậu đã sáng lập những trang web và blog để nói về bí tích tình yêu, bí tích thánh thể. Và không thế nữa, cậu đã kể lại bằng hình ảnh, bằng lịch sử của 136 sự hiện ra gọi là bí tích thánh thể của phép lạ, bí tích thánh thể 136 phép lạ như vậy, với những chứng dẫn nơi chốn những phép lạ và những gì giáo hội tuyên xưng. Và ảnh hưởng của trang web này lan đi khắp thế giới, và nhiều nơi nhiều chỗ đã lấy đó làm những bài học cho mọi người. Và rõ ràng một cậu bé như vậy mà có thể truyền tải một giá trị của tình yêu cho nhân loại. Cậu đã qua đời vào năm 15 tuổi, vào năm 2006, tức là giai đoạn rất gần của chúng ta. Và chúng ta thấy chỉ có mất năm 2006 mà 6 năm sau thì giáo hội địa phương đã làm án để phong chân phước cho cậu. Thật kỳ lạ. Và đúng 14 năm sau, ngày 12 tháng 10 năm 2020, cậu đã được phong chân phước tại nhà thờ Thánh Francisco Assisi, là nơi cậu thường lui tới cầu nguyện, tham dự thánh lễ và bày tỏ lòng kính mến Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Ngày đó người ta đã cải táng mộ của cậu, và người ta ngạc nhiên, một cậu bé đã mất 15 tuổi
thì gần như vẫn còn nguyên vẹn sau 14 năm, vẫn cân nặng 70kg, cao 1m72. Và hơn thế nữa, những phần sống động của thân xác đã làm cho mọi người cảm nhận là vị chân phước thật đặc biệt. Và thế là sau khi được phong chân phước, nhiều nơi nhiều chỗ đã chọn cậu làm bổn mạng cho giới tin học và cho các bạn trẻ về đời sống chứng tá trong một bí tích tình yêu, bí tích Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể. Và các con rất thân mến, cách đây một tuần, Đức Thánh Cha đã nhìn nhận phép lạ thứ hai của vị chân phước, tức là có thể năm nay hoặc có thể Ngài dành để cho năm thánh năm sau thì Marco Augustus sẽ được phong hiển thánh, một vị thánh trẻ của thế kỷ 21 có 15 tuổi, 14 năm sau khi chết đã được tôn phong là chân phước. Và 10 năm sau thì ngày hôm nay chúng ta đã cảm nhận điều gì? Từ năm 2010 và đến nay thì năm 2020 thì năm nay mới có 4 năm thì đã trọn vẹn chuẩn bị được phong hiển thánh. Chắc chắn theo quy định của Hội Thánh, từ ngày phong chân phước đến hiển thánh, thời gian nhanh nhất ít là 5 năm. Thế mà năm nay mới có 4 năm, từ tháng 10 năm 2020 mà đến nay là mới có tháng 5 năm 2024, mới chưa tròn 4 năm, Hội Thánh đã nhìn nhận phép lạ thứ hai của vị chân phước. Nếu Đức Thánh Cha muốn để đúng theo quy định mới của Hội Thánh thì năm thánh 2025 Ngài sẽ là hiển thánh trong Hội Thánh Công giáo chúng ta. Vậy các con thân mến, để làm thánh đâu có phải làm đấng bậc này hay đấng bậc khác, đâu có phải tuổi này hay tuổi kia, đâu có phải là những vị giáo hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ hay những bậc làm cha làm mẹ hoặc những vị vĩ đại trong Hội Thánh và xã hội, mà để làm thánh là tất cả mỗi người chúng ta. Cậu cũng ham chơi, cũng ham vi tính, nhưng lại biến đổi vi tính trở thành phương tiện để truyền tải tin mừng tình yêu của Chúa qua bí tích thánh thể. Và cũng từ cậu, qua Marco Augustus mà người cha người mẹ đã sống lại cái đạo của mình. Và cậu đã từng nói tiên tri khi mà trước khi chết thì thấy cha mẹ quá sức buồn bã, cậu đã nói một câu rất tiên tri: rồi cha mẹ sẽ có những người con khác. Bởi vì ông bà lúc đó chỉ có một cậu con trai duy nhất. Thế mà giờ đây sắp ra đi vì bệnh bạch cầu. Và quả thật đúng như lời tiên tri của cậu, sau khi cậu chết được một năm, qua đời một năm, thì người mẹ đã sinh đôi, một lần ra hai người con, một người con trai, một người con gái. Và ngày 12 tháng 10 năm 2020, tại đền thánh Franco Assisi, khi cậu được phong chân phước thì đầy đủ cha mẹ và hai người em gần 13 tuổi. Chúng ta cảm nhận điều gì? Và các con cũng cảm nhận điều gì? Trong ngày nói về bí tích thánh thể, nói về một tông đồ thánh thể, chúng ta đừng tưởng rằng đó là giáo hoàng hay giám mục hay linh mục, mà đó lại là người cũng ham mê, gọi là say mê một nền tảng tin học của thời đại ngày hôm nay, để làm chứng từ của lòng thương xót, của bí tích tình yêu. Và cậu đã nói thánh thể là con đường, là cửa trời mở ra cho mỗi người chúng ta, để giúp chúng ta bước vào quê trời, để nuôi sống chúng ta trong hành trình dương thế. Và những lời của cậu giờ đây đã trở thành lan tỏa đi khắp thế giới cho những người đã vào trang web của cậu Marco Augustus để cảm nhận một mầu nhiệm lớn lao của tình yêu nơi bí tích thánh thể. Ngày hôm nay các con chuẩn bị đón nhận hồng ân của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa biến đổi cuộc đời các con, đỡ nâng, khích lệ và ông cho con những sáng kiến. Nhưng ở đây chúng con hãy nhớ những sáng kiến của tình yêu, những sáng kiến của tình Chúa, những sáng kiến của tình người,
những sáng kiến của lòng đạo đức, những sáng kiến của sự trong sạch, những sáng kiến của sự thật thà, những sáng kiến của sự phục vụ, sẻ chia, những sáng kiến của niềm vui và hy vọng. Và những sáng kiến đó đủ để chúng con bằng ánh mắt nụ cười, bằng những cử chỉ thân thương, bằng một lương tâm ngay thẳng, bằng một sự thật thà chân thành, đem lại niềm vui, bình an, hạnh phúc cho con người và thế giới hôm nay. Xin phúc lành tình yêu của Chúa cũng biến đổi, khích lệ cộng đoàn để chúng ta tin vào mầu nhiệm tình yêu của Chúa trong bí tích thánh thể, và qua bí tích này để chúng ta kín múc và sống trở thành chứng từ của lòng thương xót Chúa cho con người và thế giới hôm nay. Amen. Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bài đọc Chúa Nhật hôm nay đều nói về giao ước cũ và giao ước mới. Bài đọc 1 trích từ sách Xuất Hành cho chúng ta thấy nghi thức ký kết giao ước trong cựu ước. Người ta đổ máu các tế vật để làm dấu cho giao ước giữa Thiên Chúa và con người. Còn giao ước mới được ký kết bằng chính máu của con một Thiên Chúa. Bài tin mừng thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giê-xu lập bí tích thánh thể. Qua đó, Ngài nói máu của Ngài là máu giao ước mới, đổ ra cho nhiều người. Còn bài đọc 2 thì cho chúng ta có sự so sánh giữa hai giao ước này. Giao ước mới được thiết lập để thay thế cho giao ước cũ, vì giao ước mới được ký bằng chính máu thánh của con Thiên Chúa, bằng chính mạng sống của Ngài trên thập giá. Qua đó, khi chúng ta mừng lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta cùng nhau suy niệm 3 điểm sau. Điểm thứ nhất, chúng ta thấy được điều gì nơi bí tích thánh thể? Chúa Giê-xu hiện diện thật trong bí tích thánh thể, trong tấm bánh nhỏ đặt trên tòa chầu mà chúng ta thấy mỗi ngày trong nhà thờ hoặc khi chúng ta cử hành thánh lễ. Đó là cả một kho tàng nhân đức để chúng ta có thể học theo. Đó là tình yêu, là sự khiêm nhường, sự đơn sơ và nhỏ bé. Một Thiên Chúa tạo dựng nên cả đất trời mà lại hiện diện cách cụ thể nơi tấm bánh nhỏ. Đó chẳng phải là một cái gì đó để chúng ta suy ngẫm và cảm nhận sao? Tất cả những điều đó chẳng phải là tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người chúng ta sao? Vậy, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, thì chúng ta có muốn lãnh nhận và đáp trả lại tình yêu ấy hay không? Về điểm thứ hai, Chúa Giê-xu hiện diện thật trong bí tích thánh thể. Thánh thể chính là Chúa Giê-xu. Bánh và rượu qua lời truyền phép của linh mục thực sự trở thành mình và máu của Chúa Giê-xu Kitô. Khi Ngài lập bí tích thánh thể, thì Ngài trao chính mình và máu Ngài làm của lễ đền tội và trở nên lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Vì thế, mỗi khi chúng ta rước lễ thì không phải chúng ta ăn một miếng bánh nhỏ hay uống một chút rượu nho, nhưng là chúng ta rước chính Chúa vào tâm hồn mình. Thánh thể không giống như bánh nuôi dưỡng thể xác, nhưng mà là bánh bởi trời nuôi dưỡng linh hồn. Với con mắt thể xác thì đó chỉ là tấm bánh nhỏ và chút rượu nho, nhưng với con mắt đức tin thì đó chính là mình và máu cực thánh của Chúa Giê-xu Kitô. Chắc hẳn mỗi người chúng ta đều biết bài hát Đây Nhiệm Tích. Chúng ta thường hát khi chúng ta chầu thánh thể thì có câu: ta hãy lấy đức tin bù lại nếu giác quan không cảm thấy gì. Bên cạnh việc mà chúng ta được mời gọi dùng con mắt đức tin để tin kính và tôn thờ bí tích thánh thể nơi Chúa Giê-xu hiện diện thật, thì chúng ta có thể thấy có rất nhiều bằng chứng cụ thể về cái sự hiện diện của Chúa Giê-xu nơi bí tích thánh thể. Và ở đây con xin trích cái câu chuyện về con lừa quỳ lạy thánh thể. Chuyện kể rằng Thánh Anton Padua có lòng sùng kính Đức Giê-xu Kitô thánh thể. Trong một lần tranh luận để bãi bỏ những ý kiến lầm lạc của nhóm lạc giáo Ambigios liên quan đến bí tích thánh thể, thì thánh nhân đã làm cho họ cứng họng, nhưng họ không chịu khuất phục. Và sau cùng thì vị trưởng nhóm lạc giáo này đề nghị thánh nhân phải đưa ra một cái bằng chứng bằng một cái phép lạ cụ thể để chứng tỏ là Đức Giê-xu Kitô
hiện diện nơi bí tích thánh thể. Thánh nhân đã đồng ý, và vị trưởng nhóm lạc giáo này đã để con lừa cái của mình chịu đói trong 3 ngày. Sau cùng, ông dẫn con lừa đó ra, một bên là ông đặt một thùng kiều mạch thơm ngon, và một bên là thánh thể. Thánh Antôn đã dâng thánh lễ một cách sốt sắng và kiệu thánh thể ra và truyền lệnh cho con lừa đó để quỳ lạy thánh thể, và phép lạ đã xảy ra. Con lừa đã quỳ lạy thánh thể mà không chạy lại để ăn cái thùng kiều mạch đó. Và trước sự chứng kiến của nhiều người, cả người tín hữu Công giáo lẫn nhóm Lạc giáo, thì cuối cùng vị trưởng nhóm kia cũng đã chịu quay trở về với giáo hội Công giáo. Và trong thực tế thì giáo hội đã ghi nhận hơn 130 phép lạ thánh thể trên khắp thế giới. Và chúng ta suy niệm cái điểm thứ ba, đó là chỉ khi chúng ta nhận ra rằng bí tích thánh thể là bằng chứng tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, và chính Chúa Giê-xu đang hiện diện nơi bí tích thánh thể, thì chúng ta mới có thể đáp trả lại tình yêu ấy bằng sự khao khát đón Chúa đến với chúng ta qua việc rước lễ. Đó chính là sự khao khát tình yêu vĩnh cửu, khao khát lương thực cho sự sống đời đời. Chắc hẳn mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm về đói và khát lương thực nuôi sống bản thân. Ví dụ khi chúng ta đi đâu đó, đi xa mà chúng ta chưa kịp dừng lại để ăn thì chúng ta thấy đói và khát. Và chúng ta tìm một nơi nào đó để kiếm một chút gì đó để ăn và uống, để chúng ta có đủ năng lượng để tiếp tục cái hành trình hoặc là công việc của mình. Thế thì đối với đời sống thiêng liêng, đối với linh hồn của mỗi người chúng ta thì sao? Chúng ta có bao giờ đói và khát sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình hay không? Người ta phân tích rằng cuộc sống của con người ngày hôm nay có thể dư thừa về vật chất, nhưng lại đói khát về tâm linh, đói khát về một cái gì đó cho tâm hồn. Và vì thế, nhiều người đang tìm những cái nơi nào đó để có thể trải qua một cái quá trình gọi là chữa lành. Còn đối với người Công giáo của chúng ta, thì bí tích thánh thể chính là cái nguồn ơn thỏa mãn cho nhu cầu thiêng liêng, cái sự đói khát thiêng liêng của mình. Và chúng ta có thể cảm nhận những cái điều này khi mà rất nhiều người ở trong cộng đoàn hay trong gia đình, và nhất là các cụ, khi mà một ngày mà không đến nhà thờ để mà kết hợp với Chúa hoặc là dự tham dự thánh lễ và đón rước Chúa vào lòng, thì hầu như cái ngày đó là các cụ không có cảm thấy yên lòng. Đó. Do đó, khi mà chúng ta cùng với toàn thể giáo hội mừng kính trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta có tâm tình nào? Chúng ta được mời gọi để cảm nghiệm tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta cách riêng qua bí tích thánh thể. Chúa Kitô luôn luôn hiện diện và chờ đợi mỗi người chúng ta đến để thờ lạy và đón rước người vào tâm hồn của mình. Bên cạnh đó, chúng ta cũng được mời gọi để dọn mình sẵn sàng và xứng đáng để khi chúng ta đón rước Chúa vào tâm hồn mình, chúng ta cũng để Chúa thánh hóa chính bản thân chúng ta và làm cho chúng ta cũng trở nên những tấm bánh bẻ ra cho nhiều người theo gương Chúa Giê-xu Kitô. Amen.